Chứng từ tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn mua vào số 650 ngày 4 tháng 1 với nội dung là chi phí tiền thuê phòng nghỉ, tổng số tiền là 300.000 đồng, thanh toán ngay bằng tiền mặt cho nhà cung cấp. Do đó đằng sau hóa đơn sẽ là chứng từ thanh toán, phiếu chi đi kèm. Các nội dung liên quan đến chi phí tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác cho các cán bộ, nhân viên, bộ phận luật sư được cơ quan đơn vị cử đi công tác và khi phát sinh việc thuê phòng nghỉ để phản ánh được đúng nghiệp vụ, chúng ta sẽ phải căn cứ vào đơn vị được cử đi công tác thuộc bộ phận văn phòng hay bộ phận các luật sư để chúng ta phản ánh vào đúng chi phí. Với trường hợp tiền thuê phòng nghỉ của bộ phận văn phòng, chúng ta sẽ phải đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp và hạch toán nợ cho tài khoản 6422 theo thông tư 133 hoặc nợ cho tài khoản 6427 theo thông tư 200. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, có cho tài khoản 111 làm giảm tiền mặt tại quỹ. Còn với trường hợp đơn vị cử các luật sư đi công tác thì chúng ta sẽ phải đưa vào chi phí của mảng dịch vụ để thực hiện việc tính giá thành, phản ánh bút toán nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200 để làm tăng chi phí của mảng dịch vụ. Nợ cho tài khoản 1331 có cho tài khoản 111. Và trong công ty luật thì chủ yếu là cử các nhân viên của bộ phận các luật sư đi công tác. Do đó đây là tiền thuê phòng nghỉ của bộ phận các luật sư, chúng ta sẽ phải đưa vào tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200. Các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm MISA như sau. Với hóa đơn mua vào, các bạn sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa không qua kho hoặc chọn chứng từ mua dịch vụ. Với hình thức thanh toán ngay bằng tiền mặt, phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu chi. Trong phần thông tin chung, các bạn sẽ điền thông tin của nhà cung cấp, công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Thơ. Và lý do chi các bạn sẽ ghi chi tiền thuê phòng. Ngày hạch toán ngày chứng từ, ngày 4 tháng 1 năm tài chính. Và xuống phần một nhỏ hạch toán ở phần mã dịch vụ, chúng ta sẽ kích vào phần dấu cộng để tạo một mã liên quan đến chi phí của mảng dịch vụ. Mã các bạn sẽ để là chi phí mua hàng cho bộ phận dịch vụ. Và tên thì các bạn sẽ để là chi phí. Mã này các bạn sẽ sử dụng chung cho toàn bộ các chi phí dịch vụ liên quan đến bộ phận của mảng dịch vụ các luật sư, tính chất chọn dịch vụ. Và chúng ta sẽ điền lại tài khoản chi phí là 154 do chúng ta đang hạch toán theo thông tư 133 để thực hiện việc tính giá thành. Ở phần thuế suất thuế giá trị gia tăng các bạn sẽ để là 10% hoặc bỏ trống. Sau đó chúng ta sẽ nhấn cất. Và các bạn sẽ copy ở phần lý do chi xuống phần tên dịch vụ để phản ánh đây là chi phí tiền thuê phòng và được phản ánh vào bút toán nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200 để làm tăng chi phí của mảng dịch vụ. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế suất thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, có cho tài khoản 111 do chúng ta đã tích vào thanh toán ngay bằng tiền mặt. Và các bạn sẽ điền tổng số tiền 272.727 đồng. Và sang phần hai nhỏ tắp thuế, các bạn sẽ kiểm tra lại phần trăm thuế suất. Lưu ý khi các bạn hạch toán trong chứng từ mua dịch vụ, số hóa đơn sẽ nằm ở trong phần tắp thuế. Do đó các bạn phải nhớ điền hóa đơn số 650. Và khi hạch toán trong chứng từ mua dịch vụ, nếu quên số hóa đơn thì phần mềm cũng sẽ không cảnh báo. Và khi không có số hóa đơn thì khi lên tờ khai, kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo quý, phần mềm cũng sẽ không tự động cập nhật và số tiền thuế này các bạn cũng sẽ không được khấu trừ. Do đó các bạn phải lưu ý kiểm tra lại ngày trên hóa đơn, ngày 4 tháng 1. Khi chúng ta thực hiện hạch toán theo thông tư 133, toàn bộ bên nợ của tài khoản 154 luôn có điều kiện là khoản mục chi phí đi kèm. Do đó các bạn phải sang phần khoản mục chi phí, chọn sản xuất chung, mua ngoài để thực hiện việc tính giá thành. Và chi phí phát sinh cho bộ phận các luật sư được cử đi công tác cho mảng dịch vụ tư vấn luật
Do đó các bạn phải nhớ chọn trực tiếp công trình của mảng dịch vụ tư vấn luật. Để khi thực hiện việc tính giá thành cho mảng dịch vụ và với công ty luật Lincoln thì chúng ta có 3 dịch vụ chủ yếu. Khi các bạn thực hiện đưa các chi phí của tài khoản 154, nếu chúng ta phản ánh trực tiếp cho từng công trình cụ thể thì chúng ta sẽ đưa các chi phí đó vào từng dịch vụ. Còn trong trường hợp nếu các bạn không chọn công trình thì toàn bộ chi phí đó sẽ được phân bổ đều cho cả 3 mảng dịch vụ. Khi chúng ta đã xác định được là chi phí của mảng dịch vụ nào thì chúng ta sẽ chọn trực tiếp công trình cho dịch vụ đó. Tương tự đối với hóa đơn bán ra, đối với doanh thu của mảng dịch vụ nào thì chúng ta cũng sẽ phản ánh chi tiết cho mảng dịch vụ đó. Và khi thực hiện tính giá thành, chúng ta sẽ phân biệt được chi phí cũng như doanh thu đối với từng mảng dịch vụ. Kiểm tra lại tổng số tiền cuối cùng 300.000 đồng là tổng số tiền mà doanh nghiệp đã thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp. Đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ, phản ánh nội dung, hạch toán, hóa đơn, chi phí tiền thuê phòng cho các bộ phận luật sư trên phần mềm kế toán MISA.